Một buổi sáng tinh mơ của hơn 100 courier xe đạp phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu như thường ngày với chiếc xe quen thuộc. Nhưng hành trình những ngày cận Tết của họ có phần khác biệt khi cùng nhau chinh phục cung đường 100 km. Khi cùng nhau chinh phục cung đường 140 km từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cùng hơn 400 phần quà trong chương trình thiện nguyện Hơi Ấm Mùa Xuân. Tổng giá trị các phần quà hơn 200 triệu đồng được trao tặng tới các em học sinh, chia sẻ phần nào khó khăn của các em trong dịp Tết đến xuân về. Trong cái quá trình tập luyện thì anh em, tiêu chí của anh em là đạp xe đi xa để là tham quan những cảnh đẹp của đất nước. Song song đó thì chia sẻ với cộng đồng, chia sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh mà đoàn mình đã đi qua. Và đây là năm thứ 12. Câu lạc bộ xe đạp Sài Gòn Đông Tây đã đến với tỉnh Trà Vinh nói chung và là năm thứ 10 đến với các em mồ côi ở huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Đây là chương trình thiện nguyện thường niên được duy trì 12 năm qua do câu lạc bộ xe đạp Sài Gòn Đông Tây đề xuất ý tưởng và phối hợp cùng các câu lạc bộ xe đạp phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh chung tay thực hiện. Chương trình đã đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của nhiều em nhỏ từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi trưởng thành và có công việc ổn định trong cuộc sống.